Lại xin chào toàn thể các anh em có liền đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước. Thì anh em tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là đánh con chim mắt đỏ thế nào rồi? Ở Bắc Giang thì chim đợt này đi kiểu gì anh em? Đấy, đi độc nhịp lúc sáng sớm thôi. Đấy, lúc sáng sớm thì bắt đây độc dính độc cánh này được 5-6 con này. Với cả sẩm tối hôm qua lúc ra bật lưới thì được 3-4 con nữa. Nói chung là một ngày đánh chỉ đều đều rơi vào tầm khoảng 10 thôi. Đấy, chắc là do ảnh hưởng của cái đợt bão này. Đấy, sau cái đợt ảnh hưởng không khí lạnh này thì chắc là nhiệt độ nó về cái mức bình thường thì bắt đầu nó lại xô. Bởi vì trong cái tháng này là cái tháng của con chim mắt đỏ xô mạnh nhất này anh em này. Đó. Đấy thì giới thiệu qua cho anh em là về cái bộ đồ đánh chim mắt đỏ này nhé. Để anh em nào mà có nhu cầu mua ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để anh em điện đến thì bên em sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Còn về lưới đánh mắt đỏ đây báo cáo đối với các bác, nó là cái lưới sợi 13 và mắt lưới của nó là mắt lưới 4/8 nhé. Đấy thì chim vào đây thì ưu điểm là con chim vào nó khóa con chim này. Đấy là con chim không thể đạp được anh em. Đó. Đây. Ví dụ đóng túi thì thường thường nó sẽ sâu xuống khoảng như thế này. Rơi tầm khoảng hơn 30 phân gần 40 phân trên một con chim mắt đỏ. Đấy thịt thì rất là nhiều. Khóa chân khóa cánh. Nói chung lưới này đánh thì anh em là cái tỷ lệ anh em phải đi đuổi mà nó bật lưới ra thì không có mấy anh em. Đây. Lý rất là nhiều. Lưới này chiều cao mặt lưới của nó là 150 mặt nha anh em nhé. Tính từ mặt dưới cùng cho tới là mặt trên đỉnh là 150 mặt. Và lưới này đã được chia khoang thắt cọc hết cho anh em và anh em chỉ việc đánh thôi. Và đây thì là loa đánh mắt đỏ này anh em này. Loa đánh mắt đỏ thì sử dụng bằng loa bát nhôm. Đây, loa bát nhôm đây. Đôi loa bát nhôm và âm ly 263. Đấy, anh em mua đồ thì sẽ được hỗ trợ tiếng đánh nhé. Đấy, còn tối hôm qua đánh thì chiếc tối hôm qua gỡ được mấy con này. Và gỡ được 2 con, 1 con. 1 con nữa chả biết sóng đâu. Được 3 con chích anh em. Anh em thì bán tất cả những cái phụ kiện dùng để đánh chim đêm. Đấy, ví dụ như là tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm này, tất cả những cái mẫu loa bẫy chim đêm. Đấy, đặc biệt là trong cái thời gian này thì nhà em sẽ bán mạnh là về cái đồ bẫy chim mắt đỏ này, chích này, sâm này, vạc này. Đấy là những cái con chim mà đang đi đều và mạnh nhất ở trong cái thời gian này. Đấy, để bác nào xem được video cần cho mình bộ đồ như thế này thì các bác có thể là tham khảo liên hệ bên cơ sở em nhé. Đấy, còn cách đánh thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhà các bác gần một cánh đồng như thế này thì các bác có thể là làm hai treo 50m đấy, về đánh để chạy song song khóa như thế này, loa mình đánh ở giữa để chim nó sẽ theo loa theo tiếng thì nó sẽ bật đi bật lại đấy, thì nó sẽ dính vào lưới. Còn về cái lưới này thì đảm bảo cho các bác là chống treo, và ngoài đánh được chim mắt đỏ ra thì các bác có thể là sử dụng đánh chim mắt xéo chằng nghịch đấy, và con gà lước Ấn Độ ấy. Đấy cũng là cái con chim đang đi ở trong cái thời gian này rất là mạnh. Ok nhé. Đấy, một video thì quay cho các bác xem là về cái thành quả đánh chim mắt đỏ, cũng như quay cho các bác xem về bộ đồ đánh chim mắt đỏ. Bây giờ thì chào các bác nhé.